Các bạn thân mến, trong video này, Đức Huy Lê Chelen sẽ hướng dẫn các bạn cách cố định dòng tiêu đề trong Excel. Việc cố định dòng tiêu đề trong Excel thường áp dụng đối với bảng dữ liệu dài, ví dụ như là bảng nhân sự chẳng hạn. Thì đây ta có một bảng nhân sự với các cái dòng tiêu đề đây. Thì khi mà chúng ta không cố định dòng tiêu đề thì chúng ta sẽ di chuyển bảng thì dòng tiêu đề sẽ bị chạy lên trên. Và ở đây chúng ta muốn là cố định cái dòng tiêu đề này để khi kéo xuống dưới thì dòng tiêu đề vẫn hiển thị, nên sẽ thuận tiện cho chúng ta trong việc tra cứu bảng tính dữ liệu. Để cố định dòng tiêu đề thì các bạn quét chọn cái dòng tiêu đề mà chúng ta cần cố định, ví dụ đây. Sau đó các bạn kích vào menu View đối với Excel 2007 đến 2013 đều như nhau. Sau đó các bạn chọn Free to Row để cố định dòng tiêu đề. Và nếu mà các bạn muốn cố định dòng thì chọn cái trên cùng. Và nếu chỉ muốn cố định cột thì chọn cái Free to Column. Ở đây chúng ta sẽ cố định dòng. Sau khi cố định xong thì chúng ta sẽ có kết quả ngay. Các bạn di chuyển chuột bảng dữ liệu xuống dưới thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng cái dòng tiêu đề của chúng ta đã cố định thì lúc nào cũng sẽ luôn luôn hiển thị. Do đó rất thuận tiện cho chúng ta trong việc tra cứu dữ liệu. Như vậy, tôi đã hướng dẫn xong các bạn cách cố định dòng tiêu đề trong Excel. Đề nghị các bạn kích vào chữ hiển thị thêm bên dưới video này để xem thêm các tuyệt chiêu khác trong Excel. Đồng thời, kích vào nút đăng ký bên dưới video này để theo dõi và đón xem các video hướng dẫn mới nhất từ Đức Huy Lê Challenge. Xin chân thành cảm ơn.